con trai mừng Hùng Dũng gia hạn hợp đồng với Hà Nội Fan Club. Bé Titi, con trai tiền vệ Đỗ Hùng Dũng, ra sân chúc mừng bố khi anh gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội 3 năm. Trước trận đấu với Sông Lam Nghệ An ở vòng 5 V-League 2023-2024 tối ngày 10 tháng 12, câu lạc bộ Hà Nội tổ chức công bố gia hạn hợp đồng với Đỗ Hùng Dũng. Bản hợp đồng cũ giữa Hùng Dũng và Hà Nội Fan Club sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Sau một thời gian đàm phán, hai bên thống nhất gia hạn hợp đồng 3 năm, đến hết năm 2026. Bé Titi, con trai Hùng Dũng, được mẹ đưa ra sân để chúc mừng bố. Tiền vệ 30 tuổi dành ít thời gian để chụp ảnh lưu niệm cùng con trai, chia sẻ cảm xúc với người hâm mộ trước khi cùng các đồng đội bước vào trận đấu. Hùng Dũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội Fan Club. Anh được đôn lên đội 1 của đội bóng thủ đô từ năm 2016. Trong suốt thời gian qua, Hùng Dũng là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa của Hà Nội Fan Club. Anh góp công giúp đội chủ sân hàng để giành 4 chiếc vô địch V-League, 3 cúp quốc gia và 4 siêu cúp quốc gia. So với thời đỉnh cao, phong độ của quả bóng vàng Việt Nam đi xuống trong khoảng 2 năm trở lại đây do ảnh hưởng của chấn thương. Anh không còn được huấn luyện viên Tusi trọng dụng trong 2 trận đấu vừa qua của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Tuy nhiên, tại câu lạc bộ Hà Nội, Hùng Dũng luôn có suất đá chính khi không gặp vấn đề gì về sức khỏe. Ở trận đấu tối qua, Hùng Dũng tiếp tục ra sân trong đội hình xuất phát và cùng Hà Nội Fan Club giành chiến thắng 2-0 trước Sông Lam Nghệ An. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải và ngoại binh Denison ghi bàn cho đội bóng thủ đô. Chiến thắng này giúp Hà Nội Fan Club vươn lên đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng với 6 điểm, kém đội đầu bảng Nam Định 7 điểm. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.